Kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị, chúng tôi là Mai Tuấn và Hoàng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị đến với chương trình tin tức hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, một tuần mới nữa trong mùa hè. Tương đối cho bây giờ thì khí hậu Hoàng Dung theo sao cũng đâu đến nỗi nào khắc nghiệt phải không? Dạ, cũng ok nhưng mà vẫn còn hơi nóng tí. Cũng ok. Dạ. 89, 90 thì cũng ok, chứ đừng có 95 là nhảy lên 100 là chắc chắn là không được rồi. Dạ đúng. Nhất là các cô các bà thì giữ tránh nắng lắm bởi vì sợ da mặt. Sợ da mặt bị nám này. Bị nám phải không? Dạ đúng rồi. Chắc chắn thưa quý khán ấy giả, có lẽ Mai Tuấn thì không đến nỗi nào nhưng mà cũng gần tương tự như vậy. Kính chúc cho quý vị có những giây phút thoải mái và uống nhiều nước trong mùa hè quý vị nhé. Nhất là các bác, các chú lớn tuổi. Dạ đúng, dạ đúng. Sau đây thì anh em chúng tôi gửi tới quý vị một số các tin tức về Hoa Kỳ, trong đó có một vài tin chính như sau. Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân với Nga. Hoa Kỳ áp thêm 10% thuế lên 300 tỷ hàng hóa của Trung Quốc. Mỹ lên án Trung Quốc xây đập gây gián đoạn cho dòng sông Mekong. Mời quý khán thính giả theo dõi bản tin đầu về Hoa Kỳ với Hoàng Dung. Thưa quý khán thính giả, bản tin đầu tiên về Hoa Kỳ cho biết Mỹ rút khỏi hiệp ước tên lửa hạt nhân với Nga. Hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 8, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi hiệp ước về lực lượng hạt nhân tầm trung với Nga sau khi xác định rằng Moscow đã vi phạm hiệp ước, điều mà Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận. Cùng ngày, Nga cho biết họ đề nghị Mỹ tuyên bố và thi hành lệnh cấm tạm thời đối với việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Hiệp ước INF cấm các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường phóng từ mặt đất với tầm bắn là 500 cho đến 5.500 km. Việc hủy hiệp ước đồng nghĩa là cả Washington và Moscow đều được tự do phát triển và triển khai các tên lửa như vậy. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo nói trong một tuyên bố về việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước như sau. Hoa Kỳ sẽ không còn là một bên tham gia một hiệp ước mà Nga cố tình vi phạm. Việc Nga không tuân thủ hiệp ước đã gây nguy hiểm cho lợi ích tối cao của Hoa Kỳ khi mà Nga phát triển và triển khai trên thực địa hệ thống tên lửa vi phạm hiệp ước, thể hiện mối đe dọa trực tiếp đối với Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Về cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì Tổng thống Donald Trump vừa ra lệnh tăng thêm 10% thuế vào khoảng 300 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Hôm 1 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố là sẽ áp đặt thêm 10% thuế lên 300 tỷ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Và cái lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9, giữa lúc các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter như sau. Các cuộc thảo luận thương mại đang tiếp tục. Và trong thời gian thương thuyết bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, Hoa Kỳ sẽ thêm 10% thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa và sản phẩm còn lại từ Trung Quốc đến đất nước của chúng ta. Và khoản thuế này không bao gồm 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa đã bị đánh thuế nhập khẩu 25% trước đây. Trong một đoạn tin trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi là Trung Quốc không tôn trọng các lời hứa là mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald Trump cũng đã chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là đã không làm gì để chặn đứng việc mua bán chất gây nghiện fentanyl tổng hợp. Cái lời nói mà bản tin của Hoa VBS đã từng đưa tin một hai tuần trước, khi Tổng thống Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình ở bên lề hội nghị khối G20 Nhật Bản, thì ông Tập Cận Bình hứa là sẽ mua thêm nông phẩm. Nhưng mà cho đến nay, theo như bản tin Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc không có làm gì nhiều hơn. Đó là những gì mà Tổng thống của chúng ta khó chịu đã tăng thêm 10% thuế vào 300 tỷ Mỹ Kim các hàng nhập khẩu còn lại. Thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ sụt giá sau loan báo của Tổng thống Trump. Các nhà thương thuyết của Hoa Kỳ và Trung Quốc đã kết thúc hai ngày đàm phán tại Thượng Hải vào hôm 31 tháng 7 mà ít có dấu hiệu tiến bộ, dù cả hai nước đều mô tả các cuộc thảo luận là xây dựng.
Một vòng gặp gỡ khác giữa các nhà thương thuyết dự trù sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Hoa Kỳ và Trung Quốc lâm vào cuộc chiến thương mại, được đánh dấu bằng những cuộc ăn miếng trả miếng về thuế quan kể từ năm ngoái. Căng thẳng làm gián đoạn các chuỗi cung cấp toàn cầu và làm khuấy động thị trường tài chánh. Về những tranh chấp hiện nay giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã khiến cho Hoa Kỳ lo ngại. Hoa Kỳ lo ngại là những căng thẳng thương mại và ngoại giao giữa hai quốc gia liên minh của Hoa Kỳ, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản, có thể xấu hơn và đang thúc đẩy hai bên cứ xét một thỏa thuận không hành động để có thêm thời gian thảo luận. Theo lời nói của một giới chức cao cấp trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết như vậy hôm cuối tuần. Những bình luận này được đưa ra một ngày trước khi Nhật Bản có thể tiến hành thực hành lời đe dọa là cắt những thỏa thuận thương mại ưu đãi về công nghệ với Hàn Quốc. Các quan hệ giữa hai nước đồng minh của Mỹ đã xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa các mối quan hệ vào năm 1965. Hoa Kỳ chưa được yêu cầu làm trung gian để hòa giải các tranh chấp nói trên, nhưng Ngoại trưởng Hoa Kỳ đó là ông Mike Pompeo đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao mỗi nước tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bangkok hồi tuần vừa qua. Ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump cũng vừa có mặt tại thủ đô Nhật Bản và Nam Hàn, cũng cho biết là Hoa Kỳ rất quan ngại là chính quyền Nam Hàn có thể thi hành những bước có thể phá hoại lòng tin giữa hai nước và khuyến khích tình cảm chống Nhật. Đó là lời nói của ông John Bolton và điều này rất có thể xảy ra, thưa quý khán thính giả. Và nếu như hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc thực sự bài bác nhau, thì đây là một thảm họa cho liên minh của Mỹ. Một số hành động của Seoul dường như nhắm vào hiệu quả chính trị, gia tăng tình cảm chống Nhật tại Hàn Quốc. Đó là điều chúng tôi đang quan tâm. Một viên chức đã nói như vậy. Tình hình có thể tệ hại hơn nếu như những tài sản của các công ty Nhật Bản ở Hàn Quốc đang bị phong tỏa, được cho là thanh toán để giải quyết một phán quyết của tòa án trả tiền bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bách làm việc cho các nhà máy trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ những năm 1910 cho đến năm 1945. Một giới chức của Mỹ cũng nói như vậy. Nhật Bản cho biết, vấn đề bồi thường về các hành động trong thời kỳ chiến tranh của Nhật Bản đã được giải quyết theo Hiệp ước năm 1965 và muốn Hàn Quốc đưa việc này ra trọng tài quốc tế để giải quyết vụ tranh chấp. Washington cũng lo ngại là Nhật Bản sẽ thực hiện lời đe dọa loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách trắng, được hưởng những hạn chế tối thiểu trong việc buôn bán những chất liệu công nghệ cao. Nếu như hai quốc gia thực sự bài bác nhau, thì đây là một thảm họa cho liên minh Mỹ. Viên chức Hoa Kỳ giải thích thêm, việc suy giảm trong quan hệ thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế hai nước và các vấn đề khác nữa nếu như việc này dẫn đến chuyện ăn miếng trả miếng. Các cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn không thay đổi. Đó là lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết là Hoa Kỳ không có kế hoạch thay đổi một cuộc tập trận với Hàn Quốc. Hôm 31 tháng 7, dù có một loạt các vụ phóng phi đạn của Triều Tiên nhằm áp lực để chính quyền Nam Hàn và Washington ngưng các cuộc tập trận chung, nhưng quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc dự trù tổ chức cuộc tập trận chung có tên là Dongmen vào tháng 8 năm nay vẫn tiếp tục. Cuộc tập trận này được biết là một phiên bản nhỏ hơn của cuộc tập trận hàng năm có tên là cuộc tập trận bảo vệ tự do Ochi với sự tham dự của hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ. Bản tin nói, không có việc điều chỉnh hay là thay đổi trong những kế hoạch mà chúng tôi biết hay đang dự trù. Hiện chưa rõ bao nhiêu binh sĩ Hoa Kỳ sẽ tham dự cuộc tập trận vừa nói, nhưng viên chức này nói cuộc tập trận như thế trong quá khứ sẽ gồm một phần lớn các vụ diễn tập bằng máy vi tính. Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau hôm 30 tháng 6 năm nay, nhưng kể từ đó Bình Nhưỡng đã cáo buộc Washington là phá vỡ lời hứa bằng cách lên kế hoạch cho các cuộc tập trận và cảnh báo là những cuộc tập trận này sẽ làm chệch hướng các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo. Mỹ lên án Trung Quốc xây đập gây gián đoạn dòng sông Mekong. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo vào hôm 1 tháng 8 đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây đập, nạo vét dòng sông Mekong
và ông nói rằng các hoạt động của Bắc Kinh trên dòng sông này cho thấy một xu hướng đáng lo ngại. Hãng tin AP trích lời Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng tại Bangkok vào hôm thứ Năm ngày 1 tháng 8 trong một cuộc họp với các vị đồng cấp đến từ các nước ven sông Mekong gồm có Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã tụ tập tại thủ đô của Thái Lan để dự hội nghị thường niên các ngoại trưởng ASEAN diễn ra trong tuần này ở Bangkok. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng ta đã thấy một loạt công trình xây đập ở thượng nguồn, thâu tóm quyền kiểm soát dòng chảy ở hạ lưu sông. Mực nước sông đã xuống tới mức thấp nhất tính từ một thập kỷ, một vấn đề gây ra bởi quyết định của Trung Quốc chặn nước lại tại các đập ở thượng nguồn. Và kính thưa quý vị, Trung Quốc còn có kế hoạch đặt mìn và nạo vét lòng sông, đồng thời tiến hành các cuộc tuần tra sông ngoài phạm vi lãnh thổ của họ. Ngoại trưởng Mike Pompeo còn cảnh báo về một nỗ lực nhằm xây dựng các quy tắc mới do Bắc Kinh chỉ đạo để quản lý dòng sông Mekong, mà nếu như không bị cản trở, sẽ giúp cho Bắc Kinh chiếm đoạt vai trò của Ủy hội sông Mekong. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ hạ lãi suất chỉ đạo. Bản tin cho biết là thị trường tài chính Hoa Kỳ đã mất giá hơn 1% trong phiên giao dịch hôm cuối tuần qua sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương, đó là ông Jerome Powell, đã thông báo hạ lãi suất chỉ đạo 0.25 điểm để hỗ trợ cho tăng trưởng. Và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008, cơ quan Ngân hàng Trung ương, tức là Fed, đã giảm lãi suất ngân hàng. Giới tài chính hoài nghi về tiềm năng tăng trưởng thật sự của Hoa Kỳ. Riêng Tổng thống Trump cho rằng Thống đốc Powell đã quá nhẹ tay trong việc này. Trên thực tế thì cơ quan Ngân hàng Trung ương đã cố gắng giữ tăng trưởng của kinh tế Hoa Kỳ vốn liên tục kéo dài từ 10 năm qua, và đây là một kỷ lục. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang cũng cho biết là tình hình đó có thể bị chững lại, không phải là do người tiêu thụ bi quan. Trái lại, số này đang trong trạng thái khá hưng phấn, tức là thích, mà do các doanh nghiệp Mỹ đang ngại đầu tư thêm, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột thương mại với Trung Quốc và châu Âu. Và kính thưa quý vị, việc Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất đã làm cho Tổng thống Donald Trump không hài lòng. Theo Reuters, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Jerome Powell nhận định, kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu giảm tốc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước tiếp tục leo thang, cùng với tỷ lệ lạm phát đang ở mức quá thấp. Những lý do này buộc Ngân hàng Trung ương phải giảm lãi suất để giảm chi phí vay, giúp thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất sau hơn một thập kỷ kể từ năm 2008. Hãy để tôi nói rõ, đây không phải khởi đầu của một chuỗi các đợt cắt giảm lãi suất về sau. Ông Powell đã phát biểu trong buổi họp báo công bố quyết định mới, đồng thời ông cho biết thêm, tôi không nói rằng đây chỉ là lần cắt giảm duy nhất. Và kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra không hài lòng trên Twitter. Tổng thống Mỹ cho rằng ông Powell đã làm tất cả thất vọng khi không thông báo về một đợt cắt giảm mạnh mẽ hơn. Ông Trump trước đó đã liên tục tấn công chính sách của Ngân hàng Trung ương dưới thời ông Powell và yêu cầu cắt giảm mạnh lãi suất. Và đó là phần tin Hoa Kỳ. Sau mấy phút thông tin thương mại ngắn, anh Mai Tuấn và Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin thế giới với những tin chính sau đây. Đức từ chối tham gia liên quân bảo vệ hàng hải, Mỹ giận dữ. Một phụ nữ người Bỉ đã sống sót sau 6 ngày bị kẹt trong ô tô gặp nạn.